Xin chào tất cả các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn một món mocktail, là một thức uống không cồn. Đây là một thức uống không có rượu, khi chúng ta uống vào thì chúng ta sẽ không thể say xỉn mà uống vào chỉ có bổ mà thôi. Thì món mocktail có tên là Footbun thì gồm có nước cam, nước thơm, nước chanh, grenadine và bay up. Thì công thức này mình sẽ dùng phương pháp sách, sẽ sách đều sản phẩm lên. Thì mình sẽ dùng ly poco ấp lạnh ly. Nước cam 3 ounce. Nước thơm 3 ounce. Nước chanh 1/2 ao. Grenadine 1/4 ao. Rồi chúng ta sẽ cho một cục đá. Chúng ta xách mạnh tay lên nha các bạn. Xách mà lên màu hồng là đẹp rồi nha các bạn. Các bạn nên lưu ý, chúng ta sẽ lấy ra chặt hai bên này, tuyệt đối không chặt ở đây thì sẽ bể cái mixing lát. Rồi sau đó chúng ta sẽ top up. Phải ấp. Mình đổ trực tiếp vô luôn nha các bạn. Rồi chúng ta sẽ trang trí hai cái ống hút, một cây khuấy. Thì ở đây vừa có cam vừa có thơm thì mình sẽ trang trí một lát cam, hoặc các bạn thích trang trí một lát thơm cũng được, kèm thêm một trái cherry. Bài học tới đây kết thúc, hẹn gặp lại các bạn vào ngày hôm sau.